Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách sử dụng thuốc ngừa thai cho chó mèo, cho con đực và con cái. Cái cách mà chúng ta sử dụng nó cho nó hiệu quả. Cái thuốc này nó có tên là Dibo Meditan và cái thành phần của nó là Metroxi Progesterone. Nó là một cái dạng hormone sinh dục của con cái, thì nó ngừa thai cho chó mèo trên cái cơ chế là hormone thôi. Chẳng hạn như ở con cái nó sẽ có một cái thời gian kêu bằng cái thời gian động dục, là nó xảy ra khoảng 1 2 3 ngày gì đó tùy theo con người cũng vậy. Là cái lúc đó là cơ thể của con cái nó có cái hormone progesterone này nó tăng cao, làm cho cái con cái nó động dục. Nhưng mà nó động dục là nó muốn đi tìm con đực để giao phối với các bạn. Thì nhưng mà sau cái thời gian đó thì cái hormone progesterone này nó sẽ giảm xuống để tạo điều kiện cho cái hormone khác là estrogen nó tăng lên, để mà nó kích thích những cái nang nõn của trứng để thuận lợi cho quá trình thụ thai, và nó cũng làm cho cái thành tử cung nó dày lên để thuận lợi cho cái quá trình thụ thai. Nhưng mà nếu mà trong cái giai đoạn đó chúng ta sử dụng cái thuốc Dibometan này, nó có cái hormone là progesterone, giống như là chúng ta bổ sung thêm progesterone thì nó sẽ ức chế cái hormone estrogen, cho nên cái quá trình thụ thai không diễn ra. Mình thấy có một số người ở trên mạng các bạn cứ nghĩ là giống như thuốc này là cái gì nó độc hại dữ lắm, nó gây ung thư. Nhiều khi chó mèo nó bị ung thư, người cũng bị ung thư bình thường thôi, thì bệnh thì chịu, nhưng mà nói tại nó thì nó không có đúng, tại vì nó theo cái cơ chế hormone thôi chứ nó không phải chắc gì xa lạ. Cái thứ hai là ngoài cái chuyện mà ngừa tránh thai cho con cái thì mình nghiên cứu thì mình thấy nó được ứng dụng để điều trị cũng rất là nhiều bệnh ở con cái, liên quan tới là các bệnh tử cung, các bệnh ở vú, rồi thậm chí các bệnh ung thư nữa, nó cũng tham gia điều trị các bệnh ung thư luôn nữa, thì không lý do gì nó lại gây bệnh ung thư. Rồi cái trường hợp thứ hai là đối với con đực. Con đực thì nó cũng tương tự như con cái nhưng mà nó sẽ trái ngược. Ở con đực thì cái hormone mà nam tính hay hormone đực nó chính là testosterone. Vào cái lúc nào đó cái hormone testosterone ở con đực nó tăng cao thì con đực nó cũng sẽ muốn tìm con cái để giao phối, thì nó cũng hầu như là diễn ra thường xuyên, tại vì con đực nó khác với con cái là vậy. Thì ở chó mèo thì nó sẽ bỏ đi, nó sẽ tìm tới chỗ nào có con cái nó ở để nó canh, nó được giao phối gì đó. Rồi những con khác như là dê, heo, trâu, bò thì chúng ta nhốt nó đi không được, thì nó sẽ quạo quọ nóng nảy trong mình, nó sẽ cắn phá chuồng, làm thiệt hại chuồng trại, ảnh hưởng tới kinh tế của chúng ta. Trong cái trường hợp này thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái thuốc Dibometan này, tại vì cái lúc mà nó cắn phá chuồng trại đó là cái hormone testosterone nó tăng cao, thì khi mình chích cái hormone progesterone này vô, nó sẽ ức chế cái hormone testosterone, làm nó giảm cái tính hăng của con đực, làm cho nó giảm ham muốn xuống, thì nó sẽ không phá hại chuồng trại. Thì ở người người ta cũng chẳng xài thuốc này, ở những người mà ham muốn tình dục quá mức thì một số trường hợp người ta cũng xài thuốc này. Nói chung thì cái thuốc này là ở người người ta vẫn xài bình thường chứ không phải là cái gì nó quá độc hại
nhiều khi chúng ta không biết nó là cái gì, rồi chúng ta nghĩ nó ghê gớm, nhưng mà thật ra thì nó cũng sử dụng cái cơ chế hormone thôi, chứ cũng không có gì. Nhưng mà các bạn phải chú ý là cái thuốc này theo nhà sản xuất người ta hướng dẫn là phải tiêm nhắc lại 3 tháng. Có nghĩa là sau 3 tháng thì cái hàm lượng hormone progesterone hay là cái thành phần methoxy progesterone trong thuốc nó sẽ giảm xuống. Cho nên chúng ta chích lặp lại là chích lặp lại 3 tháng. Một số khách hàng hay một số người ta chích 6 tháng đó thì cái đó là chuyện của người ta quyết định. Nhưng mà mình thì mình vẫn khuyên các bạn là chích 3 tháng cho nó chắc. Rồi một cái nữa chính là chẳng hạn như ở những con mà các bạn chích, những con đực mà các bạn chích để giảm tính hăng của nó đó, chó, mèo, heo, dê, cừu, trâu, bò. Nếu các bạn chích rồi, các bạn muốn giết thịt nó thì các bạn phải đợi ít nhất 3 tháng. Tại vì sau 3 tháng cái hormone progesterone này nó mới giảm xuống. Nếu như mà chúng ta vừa mới chích xong mà chúng ta ăn vô là giống như là chúng ta tự chích cái hormone này luôn, cho nên nó rất nguy hiểm. Chúng ta làm gì thì cũng phải có lương tâm các bạn. Mình nói chung mình làm mà mình hại cộng đồng, hại người khác là lỗi của các bạn. Chứ còn thuốc thì không có lỗi, thuốc thì nó nhu cầu nó đa dạng, người ta phải sử dụng nó vào trường hợp tốt. Ok, hy vọng các bạn sử dụng thuốc một cách đúng đúng đắn. Ok, chào các bạn.